lan sừng, sống chủ yếu tại các vùng khô như Guatemala, Mexico, sa mạc Arizona, California. Chúng là con mồi béo bở của nhiều loài săn mồi trên sa mạc như diều hâu, rắn, chó sói, cáo, linh miêu và thậm chí là chuột ăn thịt. Tuy nhiên, để nuốt trôi một con thằn lằn sừng thì những kẻ săn mồi phải đủ khả năng chống trả lại những chiêu phòng thủ vô cùng lợi hại của thằn lằn. Đây là loài thằn lằn có thân hình phẳng, đặc biệt với một hàng rìa dọc theo hai bên. Chúng có một hàng các vảy mở rộng ở mỗi bên cổ họng. Màu sắc cơ thể có thể thay đổi để phù hợp với màu sắc của vùng đất xung quanh. Nó có hai vết đen trên cổ rất nổi bật và được bao bọc bởi một màu trắng hoặc màu xám nhạt. Những con thằn lằn sừng chưa trưởng thành có thân hình tương tự như những con trưởng thành, tuy nhiên gai ở trên đầu thấp và ít hơn. Con mồi chủ yếu của thằn lằn sừng là kiến, kể cả các loài kiến có độc, và chúng ăn cả dế, châu chấu, bọ cánh cứng, sâu, ruồi và một số loài thực vật. Chúng bắt kiến bằng đầu lưỡi có chất dính. Nó không nhai con mồi mà sẽ tiết dịch tiêu hóa kiến trước khi nuốt. Điều này giúp bảo vệ thằn lằn khỏi nọc kiến. Có thể tìm thấy chúng ở những khu vực lân cận của các ụ kiến lớn, nơi chúng ngồi và chờ đợi những con kiến đi qua. Khi nó tìm được những khu vực cát mềm, nó vùi mình xuống lớp cát, chỉ để lại cái đầu và chờ đợi những con mồi vô tình đi ngang qua. Những cách phòng vệ và chống lại kẻ thù. Đối với rắn và chim săn mồi, chúng có xu hướng nuốt gọn con mồi, nên thằn lằn có cách phòng vệ là phồng cả thân người lên theo chiều ngang, trông như một chiếc lá xòe. Hoặc xoay người lật ngửa lại, giang tay chân ra để kẻ thù thấy khó mà rút lui. Còn đối với những kẻ thù như chó sói hay họ nhà mèo thì cách phòng vệ sẽ là phun máu từ mắt. Một túi dưới xoang mắt của con thằn lằn sẽ phồng lên để chứa máu khi gặp nguy hiểm. Với áp lực tăng đột ngột, máu sẽ phun mạnh ra ngoài. Độ xa tia máu có thể bắn tới 2 mét. Máu của thằn lằn sừng có vị chát nhẹ và mùi khá hôi. Có thể thằn lằn tích tụ những chất độc được ăn từ kiến độc để tạo cho máu của mình có mùi vị mà bất cứ kẻ thù nào khi bị thứ máu có vị kỳ lạ này bắn vào mặt sẽ hoảng sợ và vội rút lui. Máu có hiệu quả nhất khi bắn vào miệng. Đó là lý do thằn lằn sừng thường chờ đợi đến giây phút cuối cùng khi gần nằm trong miệng kẻ thù mới bắn máu. Mà ngay cả khi bị bắt, thằn lằn sừng cũng không để yên. Khi nó bị nuốt vào cổ họng hoặc dạ dày kẻ địch, chúng sẽ bung sừng để giết kẻ thù. Bên cạnh đó, thằn lằn sừng có thể sinh 48 thằn lằn con tại cùng một thời điểm. Chính vì thế, trước khi chết, chúng vẫn có khả năng lưu lại nòi giống của mình.